ở phiên bản 14.7, những bãi rác lúc trước trong meta như đồ cổ quý giá, U Linh hay Bát đều đã bị giảm sức mạnh vô cùng nặng nề. Những con bài carry khác nhờ đó cũng được tạo cơ hội quay trở lại với đấu trường chân lý. Trong đó, Kai'Sa cũng như tất cả các hình xăm mặc ảnh đều được buff. Ái nữ hư không hứa hẹn sẽ là một con bài khuynh hướng đấu trường chân lý sắp tới. Vì thế, hôm nay hãy để cà phê nhân phẩm hướng dẫn anh em cách triển khai con bài Kai'Sa sao cho hiệu quả và chuẩn chỉ nhất để có thể giúp anh em vượt khó trong hành trình leo danh sắp tới nhé. Kai'Sa thì anh em đã quá quen thuộc với cô nàng này rồi. Hãy để mình nhắc lại một chút cho anh em về tộc hệ mặc ảnh nhé. Với mỗi mốc kích hoạt, mặc ảnh sẽ đem về cho cầu thủ những hình xăm có thể bổ sung thêm sức mạnh cho những vị tướng được cầm nó. Đồng thời, những tướng mặc ảnh cũng được tăng sát thương gây ra và giảm sát thương nhận vào. Còn xạ thuật sư sẽ giúp đòn đánh cũng như kỹ năng của Kai'Sa được nảy sang nhiều mục tiêu khác. Sẽ có khá nhiều hướng để anh em có thể triển khai cô nàng ái nữ hư không này. Đầu tiên là một đội hình khá nổi tiếng ở meta trước là Kai'Sa đấu sĩ xạ thuật sư vẫn rất mạnh mẽ ở phiên bản hiện tại. Full form ở cấp 8 sẽ là Sivir, Teemo, Aatrox, Riven, Bat, Galio, Silas và Kai'Sa. Bốn đấu sĩ được kích hoạt sẽ giúp những Galio hay Silas trở thành bức tường thành vững chắc che chắn cho Kai'Sa. Bốn xạ thuật sư sẽ giúp cơn mưa Ikaria của Kai'Sa có thể tiếp cận thẳng hàng sau, hạ gục carry team bạn trong nháy mắt. Kai'Sa đương nhiên sẽ là đam chính và carry phụ cho anh em ở giai đoạn giữa game sẽ là Silas với quyền năng và huyết kiếm. Teemo cầm quỷ thư cũng có thể gánh một phần lượng đam của đội hình anh em. Lên 9, nếu có hình xăm phù hợp dành cho Udyr như sinh lực hay sức mạnh, hoặc Kai'Sa, Galio còn đang thiếu đồ mà hình xăm lại có luôn độc dược, cuồng nộ hay bảo hộ, thì anh em sẽ kẹp mặc ảnh vào. Còn không, nếu các carry đã đủ đồ thì anh em nên kẹp Long Vương vào nhé. Ngoài ra còn một biến thể nữa của đội hình này là dùng Tahm thay cho Silas và giữ lại Bát, bỏ đi Sivir. Lên 9 kẹp vào Huey, lúc này chúng ta sẽ có được 3 thần thoại. Tahm được bổ sung vào sẽ gia tăng sự cứng cáp cho giàn tanh. Huey sẽ cung cấp thêm sát thương diện rộng cho đội hình anh em. Với Galio cùng Kai'Sa 2 sao, anh em sẽ dễ dàng có một vị trí trong top 4. Lên 9 Ron được full form với Kai'Sa cùng UD2 được cầm đồ thì gần như top 1 sẽ không thoát khỏi tay anh em. Tiếp theo, nếu có ấn thì anh em có thể hướng đến form 7 mặc ảnh Flex với đội hình đầy đủ cấp 9 sẽ là Jax, Sivir, Senna, Aatrox, Volibear, Kai'Sa, Galio, Irelia và Udyr. Với 7 mặc ảnh, anh em sẽ có được tận 4 hình xăm, nhờ đó đội hình anh em sẽ trở nên công thủ toàn diện hơn rất nhiều. Hình xăm sẽ nâng sức mạnh Kai'Sa lên một tầm cao mới. Những hình xăm thiên đường chống chịu cũng sẽ giúp Galio trở nên vững chắc hơn bội phần. Theo được triệu hồi bởi 3 sử gia sẽ bổ sung thêm giảm giáp và kháng phép cho đội hình anh em. 2 xạ thuật sư cũng là đủ để cho Kai'Sa có thể dọn dẹp chiến trường. Song đấu được kích hoạt sẽ biến Ire thành một carry phụ không thể xem thường. 7 mặc ảnh đem về 4 hình xăm, nếu có độc dược và cuồng nộ thì sẽ cho Kai'Sa, bảo hộ cho Galio, sức mạnh và sinh lực sẽ được dành trên người Udyr và cuối cùng oanh tạc dành cho Ire anh em nhé. Vì có rất nhiều hình xăm, ngoài Kai'Sa là nguồn sát thương chính, còn có Ire bổ sung thêm sát thương toàn bản đồ và Udyr để có thể tranh thủ thời cơ hạ gục carry team bạn. Giống như form đấu sĩ, có được Kai'Sa, Galio 2 cùng những hình xăm phù hợp sẽ giúp anh em an toàn trong top 4. Để có thể top 1 thì anh em sẽ cần nhiều nguồn đam hơn với Udyr cùng Ire 2 sao nhé. Về cách triển khai form đấu sĩ xạ thuật sư, đầu game đơn giản nhất, anh em sẽ có thể triển khai bằng form sử gia với Garen, Sivir, Riven cùng Jax. Kêu với nâng cấp xanh lá, dù đã bị nớp nhẹ nhưng khả năng giảm giáp và kháng phép mà thiên thần phán quyết mang lại vẫn rất cần thiết ở giai đoạn đầu ván đấu. Ngoài ra, anh em cũng có thể đép bằng form Senna, mặc ảnh, U Linh với Katlin, Jax, Senna và Aatrox. Kích được U Linh từ sớm, cộng thêm đồ mặc ảnh sẽ giúp đội hình anh em trở nên rất khỏe ở đầu game. Trang bị dành cho Kai'Sa về sau sẽ được Sivir hay Senna cầm tạm. Anh em cứ ưu tiên một cái Sujin cùng đồ tanh cho Aatrox hoặc Shen là được. Tới giai đoạn giữa game, anh em cứ bổ sung những hệ còn đang giang dở vào sân để tiếp tục eco lên 8. Aatrox cùng Senna kích đấu sĩ cùng mặc ảnh. Lên 7 thì anh em có thể bổ sung thêm vào sân Shen hoặc Katlin kích U Linh. U Linh không bị nớp ở mốc 2 nên đầu game anh em cứ kẹp vào để đem nhé. Lưu ý là anh em nên giữ lại Sivir dù đã lên 2 sao chứ đừng bán đi để sau này còn đổi đồ. Sivir với hai hệ là xạ thuật sư cùng sử gia sẽ vô cùng cần thiết ở giai đoạn sau. Mà anh em biết rồi đấy, lên 8 xong phải kiếm một con tướng 1 tiền thì quả là bất lực đúng không nào? Vì cần rất nhiều tiền để roll nên anh em cần tối ưu lợi tức nhất có thể nhé. Anh em cũng nên check xem hình xăm mặc ảnh là gì để còn nhặt đồ, như là đã có được hình xăm phù hợp dành cho Kai'Sa thì nên ưu tiên đồ tanh trước chẳng hạn.
Về late game, nếu như thuận lợi, anh em sẽ lên được 8 ở 4.2 và có tầm 40 tiền để roll. Sẽ chưa thể lên full 2 ngay được đâu, do nhà nào cũng sẽ cầm Kai'Sa và Galio mà thôi. Anh em cứ roll cho đủ form đội hình đã. Chưa có Silas hay Galio thì anh em cứ cho tạm vào những con đấu sĩ khác như Tamken hay Rek'Sai để cầm đồ tạm. Nếu như còn khá thấp máu, anh em cứ có đồng nào là xài đồng đó, hy vọng có được 2 sao. Còn đang nhiều máu mà lobby ai ai cũng chơi thì chấp nhận thua một vài round. Eco lên 9 để bổ sung thêm 5 tiền sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Vì để top 1 thì việc có thêm một nguồn đam phụ như Saya là điều vô cùng cần thiết. Sau khi roll được Kai'Sa và Galio hoặc Silas 2 sao, anh em sẽ lên 9 thay những tướng 5 tiền vào như Udyr, Saya mà mình đã đề cập ở đầu video. Không có Silas thì anh em cũng có thể hướng đến việc sử dụng Tamken và kẹp thêm Huy như mình đã nói vừa nãy nhé. Còn về cách triển khai 7 mặc ảnh, chỉ chơi khi anh em có ấn. Anh em có thể chọn hướng đi này khi đầu game xuất hiện sớm Senna và Aatrox hay có ấn mặc ảnh. Form mặc ảnh với Jax, Katlin, Senna và Aatrox hứa hẹn sẽ là một form đẹp rất hot trong meta sắp tới. Tất cả hình xăm đều được buff nên anh em cứ tùy ý lắp cho Senna hay Aatrox nhé. Trang bị dành cho Kai'Sa thì đương nhiên rồi, sẽ được nằm trên người Senna. Vì có ấn mặc ảnh, giữa game anh em có thể hướng đến mốc 5 với Volibear được bổ sung vào sân. Có thêm một hình xăm cũng như mốc 5 tăng thêm lượng sát thương gây ra cũng như giảm sát thương nhận vào sẽ giúp anh em vượt khó giai đoạn giữa game một cách dễ dàng hơn. Với việc bổ sung thêm Volibear, Shen và Eloy, anh em sẽ có được form 5 mặc ảnh, 4 U Linh. Đội hình anh em gần như sẽ vô đối ở giai đoạn này. Về late game, giống như form đấu sĩ, anh em sẽ lên 8 ở 4.2 và bắt đầu roll update đội hình. Form ở cấp 8 khi có Kai'Sa sẽ là Sivir, Jax, Riven, Senna, Aatrox, Galio, Silas và Kai'Sa. Vì phải roll ở 8 nên chưa thể có ngay Udyr để hoàn thành mốc 7, anh em cứ đép tạm bằng 4 đấu sĩ và 5 mặc ảnh. Khi cảm thấy đã đép được với Kai'Sa hay Galio 2 sao chẳng hạn, lúc đó anh em sẽ eco lên 9, kẹp vào Udyr và Volibear trở lại theo form mình đã nói vừa nãy. Nếu có Yre thì anh em sẽ thay vào vị trí của Garen để cho nữ kiếm sư làm carry phụ. Vì vừa được buff mạnh lên đến 15% sát thương gây ra và kháng sát thương thì những Udyr hay Kai'Sa sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ khi mốc 7 được kích hoạt. Về xếp bài thì việc đầu tiên là anh em cần xếp Kai'Sa cùng bên với Kale để có thể tận dụng hiệu ứng giảm giáp của nâng cấp xanh lá. Kai'Sa và Silas cũng cần được xếp cùng phía để dồn đam hạ gục giàn tanh đối thủ nhanh nhất có thể. Khi đã có Udyr thì anh em cứ xếp hắn ta cùng phía với carry đối phương để Udyr có thể lao xuống và cầm chân cũng như dứt điểm carry đội bạn nhé. Anh em cũng nên để Galio ở vị trí nào mà hắn ta có thể khiêu khích nhiều kẻ địch nhất, tạo điều kiện cho Kai'Sa có thể thoải mái chơi game. Về trang bị cho Kai'Sa thì hình xăm độc dược sẽ là phù hợp nhất, vừa gây thêm sát thương vừa giảm hồi máu của kẻ địch. Hình xăm cuồng nộ cũng là lựa chọn không tồi để Kai'Sa dứt điểm kẻ địch nhanh hơn cũng như bổ sung thêm tốc đánh cho cô nàng này. Trang bị còn lại thì anh em cứ tùy ý mà chọn dựa trên những mảnh đồ đang có nhé. Vô cực kiếm khuếch đại sát thương cũng như thêm tỷ lệ chí mạng. Sujin giúp Kai'Sa ra chiêu nhanh hơn hay diệt khổng lồ giúp diệt tanh đều là những lựa chọn vô cùng phù hợp. Lưu ý là nếu chơi theo form đấu sĩ ở cấp 8, anh em sẽ chưa thể có đồ mặc ảnh nên cứ build 3 đồ chuẩn cho Kai'Sa trước. Đồ tanh thì do thú tượng vừa bị nớp nên giáp máu, giáp gai, vuốt rồng sẽ phù hợp với Galio phiên bản hiện tại hơn. Có hình xăm bảo hộ thì anh em có thể cho Galio cầm luôn vẫn được. Saya sẽ là carry thứ hai trong đội hình nên còn mảnh đồ đam nào thì anh em cứ tối ưu cho ả ta. Cuồng đao, vô cực, diệt chẳng hạn. Kiếm súng cũng là một lựa chọn không tồi dành cho cô nàng này để cung cấp khả năng hồi phục cho đội hình. Giữa game chưa có Saya thì anh em cũng có thể lắp quyền năng, huyết kiếm, găng bảo thạch cho Silas để có thể chia sẻ nhiệm vụ gây sát thương với Kai'Sa. Nếu chơi theo hướng mặc ảnh thì carry phụ của anh em sẽ là Udyr và Yre. Udyr thì sẽ là quyền năng, huyết kiếm, còn trang bị phù hợp nhất cho Yre sẽ là cuồng đao. Những hình xăm còn lại thì hình xăm sức mạnh sẽ cho Udyr, còn hình xăm oanh tạc sẽ được dành trên người Yre do tương tác phù hợp với những lưỡi dao của nữ kiếm sư. Lõi đánh nhau phù hợp thì nổ bùm, gây thêm sát thương, một lõi cực kỳ mạnh ở mùa này. Meta dự sẽ là nhà nhà Kai'Sa nên nắm rõ đối thủ cũng khá ngon để có thể gây thêm sát thương. Đội hình có khá nhiều tướng 1-2 tiền nên những người bạn nhỏ hay khỏe mạnh kép cũng sẽ vô cùng phù hợp với lối chơi này để có thể cung cấp thêm sức mạnh hoặc máu cộng thêm cho Kai'Sa. Lưỡi kiếm uy lực cũng là một lựa chọn khá tốt khi các carry đều cần khá nhiều BF. Với 4 đấu sĩ thì đội hình anh em sẽ trở nên vô cùng cứng cáp. Khi đó, thăng hoa cũng là lựa chọn không tồi để bổ sung thêm sức mạnh cho đội hình. Anh em cũng có thể chọn những lõi bổ sung kinh nghiệm như kỷ nguyên, hạ đo ván hay kiên nhẫn học tập để có thể lên 8 được sớm hơn. Tận dụng lợi thế đó để roll trước lobby tìm kiếm Kai'Sa nhé. Nếu đang có ấn mặc ảnh thì tuyển nhân sự cũng khá ổn áp khi anh em có thể tròn form luôn ở cấp 8. Máy nhân bản kèm theo cũng giúp anh em nâng lên carry 2 sao dễ dàng hơn. Độc dược sĩ sẽ giúp Kai'Sa có thể sống sót an toàn qua giao tranh khi bị Morgana hay Yre nhắm vào.
cầu hồi phục sẽ giúp giàn tanh của anh em chống chịu được lâu hơn nhờ vào lượng máu phục hồi. Tất nhiên cũng không thể bỏ qua nảy bật may mắn, giúp đòn đánh của xạ thuật sư được nảy sang một mục tiêu nữa. Nếu như chơi theo hướng mặc ảnh thì tất nhiên anh em sẽ muốn có cho mình huy hiệu mặc ảnh, cung cấp cho anh em thêm một ấn. Hình xăm kín tay cũng là một lựa chọn không tồi khi anh em thêm một hình xăm nữa. Huy hiệu đấu sĩ hướng đến 6 đấu sĩ cũng là lựa chọn cần được xem xét đến. Ưu điểm của bài này là cả Kai'Sa và các hình xăm đều được buff, nên đây là đội hình dép vô cùng khỏe đầu game cũng như có sức mạnh vượt bậc ở giai đoạn về sau. Có thể top 4 dễ dàng nếu như roll được full bài. Có thể flex qua lại giữa rất nhiều form như mặc ảnh, đấu sĩ hay là cả Long Vương đều vô cùng phù hợp khi đi cùng với cô nàng Kai'Sa này. Còn về nhược điểm, chính vì đang rất mạnh nên sẽ có rất nhiều nhà tranh bài, không thể tránh khỏi tình trạng roll không ra. Cần rất nhiều đồ cho Silas, Galio, Kai'Sa, Saya và Udyr. Các carry phụ đều là 5 tiền như Udyr hay Saya, không quá dễ dàng để có thể sở hữu, nên ở giai đoạn giữa game sẽ khá là thiếu hụt về sát thương nếu như Kai'Sa bị nằm xuống từ sớm. Và đó là tất tần tật những kinh nghiệm mà bọn mình đã đúc kết được khi triển khai thuần thục giáo án này. Chúc anh em thực chiến thành công nhé! Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách để lại một like, share, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những đội hình mới hot nhất mùa 11 của Đấu Trường Chân Lý nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau!